Hello, xin phép anh em một chút thời gian. Nhân dịp anh em bước vào cánh cổng đại học thì mình có một mini game nho nhỏ dành cho anh em. Phần quà sẽ là một ổ SSD Samsung 1T này hay là thanh RAM 16GB DDR5. Vậy thì cách để anh em có thể dinh được phần quà này thì anh em hãy truy cập vào group Quận Công Nghệ, sau đó anh em viết một bài chia sẻ về góc setup. Góc setup này thì không cần cầu kỳ quá đâu, anh em chỉ cần một chiếc laptop nhỏ nhỏ xinh xinh, đối diện là một cái view chill chill là được rồi. Vậy thì cách thức tham gia thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhé. Chúng ta cùng quay lại video chính thôi, bye bye. Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ, và hôm nay là show hỏi đáp thứ 29. Cùng mình là Hoàng Vô và bên cạnh mình là bạn Khải. Mình là Khải. Ok, và với tất cả những câu hỏi của hôm nay thì mình thấy có rất nhiều câu hỏi thú vị, thì Khải thấy sao? Em thấy rất đáng để chúng ta chờ đợi đây. Tầm này là anh em mình đi gọi là vượt khách đúng không? Đúng là anh em cứ tranh thủ thôi. Rồi, thì mời Khải bắt đầu câu hỏi nhá. Rồi, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn là đi Quadra đi đây. Ok. Cho mình hỏi là Predator Helios Neo 16 bản i9 13900HX so với cả bản i7 13700HX thì có xứng đáng hơn không vậy bạn? Ok. Con i9 này nó sẽ hơn con i7 này vào khoảng mấy củ? Vì anh nhớ là nhà mình còn có con i9 là vào khoảng 36 củ và với con i7 bản i7 là 27 củ. 28, thì 28. Có lẽ là nếu như bạn cảm giác cái nhu cầu của mình nó có đến cái mức độ đấy không thì có thể cân nhắc lên tầm giá đó. Tuy nhiên thì đã đến cái tầm giá 36 rồi thì tại sao bạn không vụt lên một phát coi lên con Laser 5 Pro 2023 thì mình nghĩ sẽ ok hơn. Còn con i7 thì nó tầm giá khoảng 27. Đấy, như nhà mình bán là 2790. Thì tùy vào nhu cầu của bạn thôi. Với Khải sao? Có ý kiến cho bạn không? Với em thì em thấy rằng là nếu nhu cầu của bạn không cần thiết quá là nhiều về phần CPU thì con i7 13700HX này nó cũng đáp ứng tất cả các nhu cầu cơ bản như là chơi game hay học tập làm việc rồi. Thế là có thể chúng ta sẽ tiết kiệm một chút xíu lấy bản i7 thôi cũng được. Đó. Rồi, đến câu hỏi thứ hai của bạn Thông Trần. Thì mình đang phân vân giữa Lenovo Legion 5 R7-6800-3050T và TUF A15 R7-7735HS-4050. Mình dùng card này, SketchUp này, ít chơi game, tư vấn giúp mình với. Rồi, giữa hai con này thì mình đang nghiêng nhiều hơn về phía Legion 5. Đấy, bởi vì bạn ít chơi game thì cũng không cần quá cần thiết vào sức mạnh của card đồ họa đâu. Chúng ta sẽ cần một chiếc máy có cái chất liệu hoàn thiện tốt hơn, màn hình đẹp, ổn và nói chung là toàn diện về mọi mặt. Anh Hoàng thấy sao? Nếu như mà bạn đang chưa rõ nhu cầu thì mình đang nửa vé cho A15. Bởi vì là năm nay nghe nói mọi người nói là rất ngon, mặc dù là chưa trên tay đâu. Nhưng mà khi mà đọc sang bạn dùng card để SketchUp thì thôi, một vé thẳng về cho Lenovo. Đúng rồi. Đấy là hai vé rồi nha. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn Duy Đào là Astrem hỏi là Lenovo Legion Slim 5 Core i5 13500 16GB RAM 1TSD 4006GB hay Lenovo Legion 5 Pro Core i7 12700 RTX 3060T 4GB toàn diện hơn vậy ạ. Em có chơi một số game esports và học tập công nghệ thông tin, chúc cho ngày càng phát triển. Nếu như bạn là mình thì bạn biết rồi, mình chọn Legion 5 Pro và đúng cái cấu hình đấy luôn. Và bạn chơi game esports thì bất chấp tất cả những con game nào chơi được, Apex Legends rồi thì Valorant rồi đủ thể loại, Overwatch đấy, nói chung là ok. Còn nếu như mà bạn thích gọi là mới hơn, cấu hình mới hơn, rồi là Legend này còn có Slim thì Legion Slim 5 cũng được. Khải sao? Em thấy rằng con Legion Slim 5 có thể là sẽ đáng mua hơn, bởi vì so với chất hoàn thiện thì nó cũng sẽ là 19.5:10. Về màn hình thì cũng là màn hình 2K cộng rồi. Thì hiệu năng nó nhỉnh hơn thì rõ ràng là em thấy là nó sẽ toàn diện và đáng mua về nhiều mặt hơn là so với cả Lenovo Legion 5 Pro. Thật ra quan trọng hơn là con hay ăn này cái card. Đúng rồi. Đấy, card, 4060 lại 6GB nữa, nó ăn này full stack luôn. Nó hơn về mặt hiệu năng so với cả con Legion 5 Pro kia. Đấy, đó là ý kiến của mình. Ok, thế là hai vé chia đôi. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Chí Tư Nguyễn. Thì anh chị ơi, em học kinh tế xây dựng, mua laptop tầm 18 triệu đổ lại. Con nào vừa chơi game căng lắm? Loại con nào vừa chơi game căng lắm, chơi Naraka căng lắm tức là game căng lắm là Naraka. Thế chung bạn chơi Naraka và có học tập xây dựng, kinh tế xây dựng với 18 triệu. Victor 16 đây. À Victor 15 đây. Tầm giá đấy. Tầm giá khoảng Victor 15 2023 có i5 trên mấy lít? Có 4050. À nhập 3050 6GB RAM. Nhưng mà nếu mà bạn nhích lên được một tí tí nữa lên khoảng 19 thì bạn sẽ có ngay con LOQ. Đó, con đó thì cũng sẽ có cấu hình tương tự như HP Victus, nhưng mà con card đồ họa sẽ ăn mắc điện hơn.
rồi là ổ SSD là 1TB nữa. Đó. Thì và độ hoàn thiện thì nó cũng ok hơn nhiều. Nói chung là nó sẽ nhỉnh hơn được vài chi tiết, cho nên là mình nghĩ là bạn có thể cân nhắc cho, và mình nghĩ là bạn cố được. Nhích lên một tí tí nữa thôi, bởi vì hơn cũ. Chúng mình đang có những chương trình khuyến mãi như Back to School nữa, thì bạn có thể là áp dụng để có thể giảm giá chiếc máy của mình tốt nhất có thể. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Tài Hoàng Thế là ask cho em hỏi loanh quanh 17M thì có con nào ngon để chơi eSports, cụ thể là LOL, Genshin Impact, Warzone 2 với đôi lúc là 3A, game 3A đồ họa medium 60fps không? 17 này mình nghĩ là bạn nên cố thêm một tí 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 thôi, khoảng hơn 18 một tí xíu, bạn lấy cho mình con Victus 15 2023 để lấy 6GB RAM trên con 3050 refresh thì chắc chắn là game 3A bạn sẽ có thể thiết lập được những cái cấu hình như kiểu là medium hay là high setting một chút xíu với những con game mà bạn đang chơi như này. Warzone 2 mình nghĩ là khoảng 6GB RAM thôi là bạn có thể chơi được gọi là high setting rồi, có thể là medium hoặc high setting rồi, đúng không nào? Thế Khải sao? Có sự nào cho bạn không? Nếu mà 17 triệu bạn không thể nào cố lên được như là HP Victus của anh Hoàng hay là LOQ thì 17 triệu bạn cũng có thể là ngó một vài mẫu như là Dell G15-5525 với Ryzen 5 6600H và 3050. Chỉ là 4GB RAM thôi, nhưng mà trong tầm giá 17 triệu thì nó sẽ là cái option tốt nhất có thể cho bạn rồi. Hoặc là Acer Nitro 5 Tiger phiên bản hàng New OLED cũng sẽ ok. Đó, thì đó là ý kiến của mình. Thì chỉ có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nếu như bạn lựa chọn những cái mức tầm máy mà không thể vượt quá được budget thì bạn sẽ phải hạ cái nhu cầu của mình xuống. Có nghĩa là phải hạ tất cả các setting của các tựa game xuống là ok. Rồi, tiếp theo nào. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Tín Nguyễn này. Shop cho mình hỏi là mình mua Legion 5 R7000 2021 bên shop được vài tuần rồi, thì khi mình dùng YouTube có hiện tượng là loa hoặc là tai nghe bị rè cỡ 3-4 giây gì đó. Cứ dùng YouTube khoảng 2 giờ là bị rè một lần vậy. Một ngày mình dùng cũng 7-8 tiếng thì bị rè cũng 3-4 lần. Thì không biết máy có bị lỗi hay cần cập nhật gì không? Mong shop rep. Ok, anh Hoàng thấy sao về trường hợp này? Với loa thì trong không biết gọi là kỹ thuật loa thì anh em có một cái cụm từ là loa nếu kiểu hơi bị rè rè hay bị cái tiếng thì nó gọi là hissing. Đấy thì hissing này nó có thể là phần mềm, nó có thể là phần cứng. Thì bạn hãy giải quyết cho mình bằng phần mềm trước, đây là bạn cập nhật lại tất cả các cái driver của loa. Nếu mà cập nhật không được thì hãy cài lại Win. Nếu mà cài lại Win, thật ra thì nếu như bạn dùng máy lâu rồi mà cài lại Win thì nó hơi dở hơi đó. Nhưng mà có thể thì cứ cài lại Win cho mình đi. Nếu không được nữa thì hãy mang back lại qua bên mình để cho anh em kỹ thuật xử lý. Đấy, mình nghĩ là những cái quy trình nó ok nhất. Mình cũng có thể nó sẽ đến đấy là phần mềm rồi, anh Hoàng sẽ giải quyết rồi. Còn phần cứng thì cũng có thể là do những cái rách cắm tai nghe, rách cắm loa của bạn nó có vấn đề thì bạn kiểm tra lại đó, vệ sinh chẳng hạn, vệ sinh những cái rách cắm nó đây để cho nó bay hết bụi đi chẳng hạn, thì nó cũng sẽ thể xem là biết đâu có thể là sẽ giúp được phần nào. Rồi, tiếp theo nhá, câu hỏi của bạn Nguyễn Ngọc Vũ là cho em hỏi sao fix lỗi your device is missing important security and quality fix của Win 10 vậy ạ? Lỗi này như anh chưa gặp bao giờ. Khải biết không? Thì nếu mà đúng như cái câu này họ bảo thì máy bạn đang bị thiếu những cái file bảo mật quan trọng hoặc là file gì đó rất khá là quan trọng thì bạn hãy cập nhật lại Windows hay cập nhật tất cả driver lên mới nhất có thể, được chưa? Nếu mà không được thì mình nghĩ rằng bạn nên cài lại Win. Có thể là do Win của bạn bị thiếu những cái file này từ đầu rồi, nó thiếu rồi, nó mình nên cài lại thì là hợp lý nhất. Ok, tiếp theo nha, câu hỏi của bạn Nguyễn Lực. Xin chào Lô Tô Bảo Dết. Em học về mặt đồ họa từ 2D đến 3D, kèm cả lập trình, render được khỏe, thêm cả game nữa. Giá từ 40 củ trở xuống, không biết có lắp nào phù hợp không ạ? Em cảm ơn. Rồi, nghe rất lực đúng không? Rất nhiều mẫu rất là lực luôn. 40 củ ha. Ban đầu thì mình đang định lấy cho bạn một con máy chạm, tuy nhiên thì bạn nhá thêm bạn có cả chơi game nữa thì thôi game. Cho bạn một con là Legion 5 Pro gọi là Legion Pro 5 2023. Và với cấu hình mà chúng mình có thể tìm được cho bạn là vào tầm giá bao nhiêu tiền? i9 13900HX và RTX 4060, con đấy thì đang khoảng tầm là gần 40 triệu. Gần 4 triệu 39 mấy đấy. Thì kể cả những chương trình khuyến mãi của mình bạn áp vào nữa thì nó sẽ giảm đi được khoảng khá. Đó. Rồi thì mình nghĩ rằng đó là con khá là phù hợp cho bạn dầm giá này rồi. Không trượt đi đâu được nữa. Đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn luôn rồi. Ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Sayu Ogiwara, tên nhân vật anime. Ad cho mình hỏi là em học thiết kế tàu, em phân vân giữa HP Victus 16 2022 với cả Lenovo Lock 2023 3006GB. Thì liệu con nào ngon hơn, hoặc cho tầm dưới 20 triệu thì có con nào hợp lý hơn không? Em có chơi game ạ. Anh em giờ đọc LOQ thành Lock hết rồi nhá. Không, mấy ông nước ngoài đọc là Lock đấy ạ. Em cũng hay đọc thôi. Đọc cái nào cũng được, đọc cái nào cũng được thôi. Thế thì anh đang nghĩ rằng là con Lock đấy vẫn sẽ ok hơn. Bởi vì là bản 2022 của Victus ấy
thì nó có nhiều vấn đề cũng là về phần cứng và kiểu bản lề vẫn chưa được fix ok hơn so hoàn toàn hẳn so với như năm 2023. Rồi là chưa có max quick, rồi là cả thì nó cũng chỉ ăn 75W điện các thứ thôi. Thì mình nghĩ rằng bạn lấy con LOQ thì là hợp lý rồi. Đây, con đấy bét dần giá 20 triệu rồi. Rồi còi tiếp theo nhá của bạn Ngọc Chu là vừa bế em lock về. Các cho em hỏi là có cách nào để điều chỉnh tốc độ quạt của em nó khi chơi game không, hay là nó tự auto chỉnh tốc độ quạt theo tác vụ mình dùng, cảm ơn ạ. Dùng Lenovo nhiều thì mình mới nhận ra được một cái điều là nó sẽ không thể được điều chỉnh auto quạt. Giống như một số hãng như kiểu là Dell ấy, họ cũng không điều chỉnh tốc độ quạt mà điều chỉnh cái mức hiệu năng. Thì ở trên bất cứ những cái con gaming nào của Legend nhá, các bạn hãy làm cho mình một cái thao tác là FNQ. Đấy thì nó sẽ có cái hiển thị trên màn hình là 1 và hiển thị trên cái đèn nguồn là 2. Nếu là màu xanh dương nó sẽ là silent, tức là chế độ hiệu năng thấp nhất và để các bạn dùng văn phòng. Thứ hai, ấn một lần nữa thì nó sẽ chuyển về chế độ auto, nó sẽ hiển thị là màu trắng ở đèn nguồn. Đấy thì nó sẽ là auto hiệu năng thôi. Còn thứ ba là màu đỏ, đó là performance, best performance. Thì khi các bạn dùng cái mức tiêu thụ như thế nào, ví dụ như chơi game mà bật performance thì nó sẽ lên, hoặc là auto nhé, thì nó sẽ mới auto là quạt nó sẽ mắc lên. Chứ còn kể cả bạn bật performance nhưng mà bạn dùng văn phòng thì nó cũng không chạy được đấy đâu. Cho nên là cái này là anh em mình thấy nó tiện mà. Với cả tiếng quạt nó không quá to thì đấy là tốt rồi, còn gì nữa. Rồi, ok, cảm ơn câu trả lời của anh Hoàng. Cùng đến với câu hỏi tiếp theo của bạn là The Hollow. Mình học IT, UT với chơi một số game đồ họa như là Divinity Original Sin 1, 2, Skyrim và các game indie khá nhẹ. Muốn mua laptop 22 triệu đổ xuống thì nên mua laptop nào của Asus hoặc là Lenovo với AZ? Mình định dùng lâu dài và trọng lượng máy không phải vấn đề. Cảm ơn các bạn. Trọng lượng máy không phải vấn đề à? Cái tầm giá mà bạn đưa ra thì lại là vào một cái cũng không phải vấn đề luôn. Đấy là vấn đề trọng lượng là con Zephyrus G4. Nhưng mà bạn muốn dùng lâu dài và chơi game căng căng thì có lẽ là bạn nên nhích thêm một tí xíu để lấy con Dell Gaming G15 5520 phiên bản i7-11 và 3060. Còn đấy hiện tại bên mình là đang khoảng 24. Khoảng hơn 24. Hơn 24. Thì nếu như bạn cố, mình nghĩ là bạn cố được, bởi vì lấy con cạc thì bạn làm Unity nó sẽ rất là tiện, nó sẽ rất là khỏe. Đó thì vừa chơi game khỏe rồi làm việc học tập nó cũng khỏe thì tội gì không lên, đúng không? Thì tầm khoảng hơn 2 củ một tí thôi thì bạn có thể cân nhắc. Nếu như trong tầm giá này bạn chỉ cố được đến đây thôi, lấy Zephyrus G14, còn cố được lên khoảng hơn 2 củ lấy cho mình Dell Gaming G5 5520 bản 3060 i7-11. Ok. Muốn tiết kiệm hơn 5520 thì lấy 5525 cũng được. Khác nhau mỗi CPU thôi. Đấy mà rẻ hơn được khoảng vài trăm nghìn. Rồi. Còn câu hỏi tiếp theo của bạn Trường Hoàng. Mình học IT, có sử dụng một số phần mềm thiết kế 2D và 3D, đồng thời cũng là một gamer kiếm thêm thu nhập từ game nên cầm một con laptop có thể dùng được 4 đến 5 năm, mình dùng khá là dữ và đáp ứng được công việc thiết kế và try hard game 3A, tần suất khoảng 1 tiếng một ngày và một tuần có 2 ngày overnight, nhưng kinh tế chỉ khoảng 22 triệu, đổ lại mong ad tư vấn giúp xem con nào ngon nhất và mình cảm ơn. Đây này, trường hợp này là không cố được này. Trường hợp này có vẻ là không cố được thì đấy, mình vẫn phải khuyên bạn một cái điều rằng là bạn là streamer đúng không? Đấy, bạn là streamer thì mình nghĩ rằng nếu như không quá bắt buộc là laptop thì với tầm giá này bạn thừa sức có thể build được một con PC rất ngon. Đấy là mình nói nghiêm túc là như vậy, bởi vì là cái công việc streamer ấy nó không chỉ là chỉ có gần đấy thứ là một con laptop là làm tất cả đâu. Về vấn đề hiệu suất, về vấn đề phải xuất màn hình, rồi vấn đề chia đôi màn hình để có thể một máy để admin với một máy là để xuất hình ra chơi game. Đấy nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái hiệu năng. Thì tốt nhất là không quá cần thiết phải di động, bạn làm cho mình một cái PC. Đấy còn nếu mà bắt buộc phải di động thì Khải tư vấn cho bạn xem là tầm 22. Bạn cố đang, một tí thì có con nào. Bạn đang học thì mình nghĩ rằng là bạn vẫn cần mua laptop rồi. Kiếm thêm thu nhập từ game thì cũng có thể là streamer, cũng có thể là đi cày thuê. Thì việc một chiếc máy có tản nhiệt tốt, có build chắc chắn, sử dụng lâu dài thì mình nghĩ sẽ hợp lý hơn. Thì nếu trong tầm giá này hiệu năng thì có thể là G14, nhưng mà con đấy thì nó dạng mỏng nhẹ rồi. Không thể hát được. Thì bạn có thể là ngó sang mẫu Legion 5 với phiên bản đó là Ryzen 7 5800H 3050 thôi, và màn hình sẽ là 17 inch. Thì màn hình 17 inch thì nó sẽ giúp cho bạn là chiếc máy sẽ to hơn này. Đấy, không gian tản nhiệt, airflow thứ nó cũng sẽ thoải mái hơn thì giúp cho chiếc máy tản nhiệt tốt hơn. Đó. Thì đương nhiên là với một con 3050 thì bạn nên hạ setting xuống ở mức hợp lý. Khoảng từ medium đến low thì sẽ giúp bạn chơi được nó mượt mà hơn và nó cũng thoải mái cho máy hơn. Đó thì đó là với bản thân mình. Thì ý kiến của mình là như vậy. Tuy nhiên thì với những cái thiết lập mà bạn có báo nói là bạn chơi game tryhard 3A nữa, thì thật sự nếu như bạn có livestream trên cái màn hình đấy thì cái độ phân giải và độ chi tiết nó cũng sẽ hạn chế rất là nhiều. Cho nên đây là một điều bạn phải thật sự cân nhắc nhá. Khuyên thật là như thế. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo khá dài của bạn Uống Nước Nhớ Nguồn.
Em nên mua con nào trong mấy con này? 1. Zephyrus G14, 2. Zephyrus G15, 3. Zephyrus M16, 4. Earpad 5 Pro và 5. Yoga Slim 7 Pro. Nhu cầu của em là dùng lâu dài mỏng nhẹ và lâu lâu chơi cờ và làm tác vụ văn phòng cơ bản. Mở ngoặc là em thấy con Zephyrus khá tốt nhưng lại cấn vụ mà máy xách tay hình như nhập khẩu Mỹ. Thì không biết là máy xách tay được bảo hành hãng bảo hành ở cửa hàng ổn không? Em có tham khảo mấy cửa hàng con G14, 730, rồi không đều như vậy cả. Với mùa đâu cho an tâm, em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng mới chính hãng thì chỉ có 330 RAM thì 8GB mà tận 25 củ. Ok, thì chưa cần biết là cái nhu cầu của em nó như nào. Bởi vì là bạn nói nhẹ nhàng thôi, nhưng mà chắc gì mua về làm nhẹ nhàng đúng không? Đấy, thì về vấn đề mặt hàng trước nhá. Thì những cái vấn đề mặt hàng bên mình là máy xách tay, thì bạn hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng. Không biết là bạn có ngắm những bên nào khác chưa, nhưng mà có một cái vấn đề bạn nên quan tâm đầu tiên, đấy là cái chính sách bảo hành cũng như là cái hậu mãi của tất cả các bên người ta sẽ như thế nào. Nếu như bạn lo lắng rằng là một con máy có thể xách tay hay là new outlet, bạn thấy cảm thấy nghi ngờ ấy chẳng hạn, thì tại sao họ dám bảo hành cho bạn đến 1 năm, ví dụ như bên mình đó, thì cái đấy là bạn phải đặt câu hỏi đúng không nào. Đấy, ai cũng sẽ phải đặt câu hỏi đấy thôi. À, đấy, xong vấn đề mặt hàng rồi nhá. Thì đến sang cái mẫu máy đi, thì với Zephyrus dòng G với dòng M nó là hai phân khúc khác nhau, thì dòng M nó sẽ là cao cấp hơn, không phải là phân khúc cao cấp nhưng mà nó sẽ cao cấp hơn dòng G đó. Thì nếu như bạn có kinh tế ok thì có thể chọn luôn dòng M16 cũng được, bởi vì nó ít nhất phải tầm 30-40 củ rồi. Đúng rồi đó, nên là đấy là một cái bạn phải cân nhắc. Đấy, thì bạn mua ở đâu thì cứ bảo hành ok thì nó là yên tâm. Đấy, bạn vấn đề khi mà bạn check được cái vấn đề đấy rồi thì không phải lo gì cả. Thì Khải có ý kiến cho bạn nữa không? Thì mua ở đâu thôi, mua AZ đi bạn ấy. Đúng rồi, mua AZ. Mua AZ. Không thì nhiều. Bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng mình cũng sẽ hỗ trợ ship cho bạn đến tận nơi, tận tay, và bạn không cần bất kỳ một đồng tiền ship nào cả. Bạn nhận máy, bạn kiểm tra máy, máy ok, bạn nhận hàng, được chưa? Ok chưa anh em? Không phải là nhiều. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Việt Tiến Nguyễn. À, cho em hỏi là với tầm giá 26 triệu thì nên lấy Legion 5 Pro New OLED của bên mình hay là lấy Geek Pro? Em học bên kỹ thuật không chơi game, hoặc là mấy game eSports thôi ạ. 5 Pro cũng ok, 5 Pro thì lấy cái bản của mình cũng được. Bản của mình thì có giá tầm khoảng 20 mấy, 25 mấy. Tầm 2, đấy thì 25 mấy thì lấy bản đấy. Lấy bản của mình đang dùng, lấy cái bản như mình mà bảo là i7 12700 với 3 con không ti. Đấy thì bạn không chơi game mà. Bạn không chơi game thì bạn lấy con Legion quá thoải mái rồi. Cũng ok mà thì có CPU Intel. Lấy hồ CPU Intel nữa. I7, làm với kỹ thuật cũng rất ok. Rồi câu hỏi tiếp theo của bạn Hiếu Phạm này. Adder giữa Asus Top Gaming A15 2023, R7 7735, chắc là HS 4050 và Legion 5 2022, i5 3050 Ti, thì nên chọn laptop nào tốt hơn về mọi mặt vậy ạ? Về gaming, về màn hình và về tản nhiệt. Rồi anh Hoàng anh sao? Anh thì anh sẽ nghiêng sang con Le 5. Về mọi mặt thì có lẽ là Le 5 sẽ tốt hơn về mọi mặt. Mặc dù là cái cấu hình của nó thì nó sẽ hơi thua một chút về cái hiệu năng. Tuy nhiên thì con nào cũng được ăn điện đủ. Và nói chung là bản Le 5 2022 anh vẫn đánh giá là trong những con ngon. Mặc dù là cái thời điểm nó ra mắt giá nó hơi ngáo, đúng không? Thời điểm ra mắt giá rất ngáo, mặc dù nó vẫn ngon. Thì đấy, thì bây giờ giá nó đã dễ thở hơn rồi, thì mình sẽ một vote cho Legion 5 thường. Mình thì mình chưa được trên tay Top năm nay, nhưng đấy, mà nghe đồn thì họ Top làm rất ngon, build rất chắc chắn, còn mấy thông số thì cấu hình rất tốt rồi này, màn hình sẽ là màn hình đẹp trong năm nay đó. Thì mình nghĩ rằng là nếu mà đúng như lời đồn thì con Top trong năm nay cũng sẽ rất ngon đấy, cũng sẽ rất là toàn diện về mọi mặt đấy, thì mình sẽ xin được phép là tặng một vote cho Asus Top. Nhưng Khải chắc là Khải thiếu một ý, và anh nghĩ là mọi người đang quên mất một điều, đấy chính là mức giá. Nếu nó ngon như thế thì rất có thể Top năm nay giá nó sẽ không ok lắm đâu. Cũng có thể giá nó sẽ không dễ chịu, nó không hề dễ chịu, và so với cái những gì người ta mang lại cho người dùng thì cái đấy chúng ta cần phải cân nhắc. Rồi ok, câu tiếp theo nha. À đâu, đấy câu cuối cùng rồi, câu cuối cùng trong số hôm nay rồi. Rồi, thì vừa rồi là tất cả những câu hỏi mà chúng mình đã tổng hợp được trong show đáp vừa rồi để có thể là trả lời cho anh em. Và nếu anh em nào có bất kỳ một cái băn khoăn, một cái thắc mắc gì về laptop, về công nghệ thì anh em cũng có thể là comment số bên dưới. Chúng mình sẽ tổng hợp lại và trả lời anh em trong số đáp lần sau. Ok. Rồi, anh Hoàng còn gì muốn nói với mọi người không? Rồi thì cũng rất là cảm ơn anh em đã đặt những cái câu hỏi cho chúng mình, và thật sự hôm nay là có rất nhiều câu hỏi thú vị, thì hy vọng là trong những cái số sau sẽ càng nhiều những câu hỏi thú vị nữa xuất hiện trong những số hỏi đáp nhá. Và mình là Hoàng Vông, bên cạnh mình là Khải. Mình là Khải Xu. Và xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những buổi hỏi đáp tiếp theo. Bye bye.